đó. Tuy nhiên không phải tên nào chúng ta cũng đặt được. Việc đặt tên ở trong Excel nó phải tuân thủ theo một số cái quy tắc nhất định, cũng như là có một số cái lưu ý trong việc đặt tên. Thì về quy tắc đặt tên, chúng ta sẽ có một số quy tắc bắt buộc như sau. Ký tự bắt đầu của tên phải là chữ cái, không được là số. Khi đặt tên nhé, các bạn để ý này, chúng ta sẽ không bắt đầu cái tên đó với một con số. Bạn không được viết số đầu tiên, bạn phải viết ký tự chữ cái đầu tiên. Rồi, số ký tự tối đa được phép đặt là 255 ký tự. Cái này thì mình nghĩ là không có quá nhiều tên dài đến như vậy đâu, thì chúng ta sẽ không cần thiết phải quan tâm tới nội dung này. Chúng ta chỉ cần biết cái giới hạn của nó là 255 ký tự mà thôi. Tên dài quá cũng không nên dùng. Các cái ký tự không được phép sử dụng đó là những cái dấu cách, rồi ký tự đặc biệt như là các cái dấu ngã, dấu chấm than, rồi a còng. Đấy là những cái ký tự đặc biệt ở trong Excel mà chúng ta không được phép sử dụng. Những cái tên không được phép đặt, ví dụ như tên hàm đã có trong Excel rồi chúng ta không được phép đặt, hoặc là tên của bạn lại giống như tên của một cái tọa độ tham chiếu. Giả sử bạn đặt tên cho ô C40 là C40 chẳng hạn, thì như vậy nó không có nhiều tác dụng lắm và chúng ta không nên đặt tên như thế này. Tên hàm này, tên tọa độ này, tên sheet này, những cái tên của các chức năng ở trong Excel, thì những cái nội dung đó rất là dễ gây nhầm lẫn trong cái quá trình chúng ta gọi tên, vì vậy chúng ta cũng tránh không sử dụng. Về việc viết chữ in hoa ở trong tên thì chúng ta không bắt buộc. Tuy nhiên là các bạn để ý, trong trường hợp chúng ta đặt tên, ví dụ như chúng ta viết là cột ngày tháng chẳng hạn đó, thì cái chữ cột ngày tháng này nếu chúng ta viết liền thì nó rất là khó đọc. Thay vì vậy chúng ta nên viết hoa những chữ cái đầu, cột này, rồi ngày này, rồi chữ tháng này đó. Khi viết hoa như vậy thì chúng ta sẽ đọc dễ hơn, bởi vì chúng ta nhận biết được các cái chữ cái cách nhau bởi những cái ký tự viết hoa. Về việc viết tiếng Việt có dấu hay không thì Excel cũng không quy định. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì có thể xảy ra lỗi trong cái quá trình sử dụng tên, thì lời khuyên của mình là chúng ta cũng không nên dùng. Nếu mà dùng thì các bạn nên viết tiếng Việt không dấu. Thì ở đây mình có một số gợi ý cho cái thao tác đặt tên. Cái này dựa trên kinh nghiệm làm việc của mình thôi. Thứ nhất là ký tự bắt đầu thì chúng ta nên viết tên của bảng tính hoặc là tên sheet bằng ký tự viết tắt. Ví dụ sheet nội dung thì bất kỳ tên nào trong cái sheet nội dung này chúng ta cũng bắt đầu bằng chữ ND shift gạch, rồi sau đó chúng ta có cái tên khác. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ được là những cái tên này nằm trong sheet nội dung hoặc là nằm trong cái bảng tính mà đại diện viết tắt của nó là chữ ND. Đó. Thì các bạn sẽ có những gợi ý nhất định. Gợi ý này sẽ giúp chúng ta là gì? Khi các bạn gọi những cái ký tự đầu tiên này ra thì cái phần tên nó sẽ được gợi ý ở trong cái phần công thức ở trong Excel, và chúng ta sẽ có thể dễ dàng hơn trong cái việc gọi cái tên nó ra, chỉ cần dựa trên việc nhớ những ký tự bắt đầu của tên đó mà thôi. Tiếp theo là sử dụng dấu gạch dưới thay cho dấu cách, bởi vì là khi chúng ta dùng dấu gạch dưới, ví dụ mình viết chữ cột, shift gạch ngày, shift gạch tháng, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể đọc được cái chữ này là cột ngày tháng một cách bình thường. Thay vì việc chúng ta phải cách ra thì nó dùng dấu gạch dưới hoàn toàn hợp lệ cho cái tên này. Và dấu gạch dưới cũng có tác dụng là thay vì chúng ta có cái ký hiệu đại diện cho tên bảng thì chúng ta sẽ dùng dấu gạch dưới để ngăn cách các ký tự đại diện này ra so với lại các cái tên khác. Đó. Đấy là cách chúng ta sử dụng ký hiệu này, rồi dấu gạch dưới thay cho dấu cách. Thì việc sử dụng dấu gạch dưới thì chúng ta sẽ có một số cái nguyên tắc sử dụng như sau này. Đó là ký tự sau dấu gạch dưới đầu tiên thì thông thường mang tên tiêu đề của cột hay là ý nghĩa của một cái vùng bảng, tên của bảng, tên của sheet hoặc tên của một cái cột cụ thể. Các bạn nên viết không dấu này, viết liền này, rồi viết hoa chữ cái đầu này. Rồi ký tự sau dấu gạch dưới thứ hai nếu có thì các bạn dùng để phân biệt các cái tên mà dễ trùng lặp với nhau. Đấy, các bạn hình dung là khi chúng ta có những cái tên dễ trùng lặp, ví dụ như là DK shift gạch ngày, thì chúng ta có thể có rất là nhiều cái tên như này ở trong cùng một file Excel. Thì để tránh cái sự trùng lặp tên, các bạn nên có thêm những cái ký hiệu khác, ví dụ như là 01, 02, 03 để tránh những cái tên trùng nhau. Hoặc là các bạn gạch dưới rồi các bạn có ký hiệu là từ ngày đấy, và đến ngày chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể
phân biệt theo cái tên dễ trùng lặp với nhau thông qua việc sử dụng các cái dấu gạch dưới này. Thì đấy là một số cái vấn đề liên quan tới quy tắc đặt tên ở trong Excel, giúp cho chúng ta là tránh được sự trùng lặp trong việc đặt tên này, cũng như tránh được các cái tên sai sót, và khi sử dụng các tên đó chúng ta cũng sử dụng nó được dễ dàng hơn. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.